còn vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, và chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu như ngọn lửa tình yêu. Cho dù thời gian có trôi đi, sông có cạn, đá có mòn, thì tình yêu vẫn luôn trường tồn và bất diệt. Nhắc đến tình yêu, chúng ta không thể nào không nhắc đến đôi quê hương rạng rỡ nhất trong ngày hôm nay, đó là cô dâu Mỹ Hạnh và chú rể Anh Thi. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía ngọn hoa để cùng chào đón đôi quê hương rạng rỡ và hạnh phúc tại trọng tài cùng với lời thịnh lễ, đó chính là cô dâu Mỹ Hạnh và chú rể Anh Thi. Tay trong tay, vai về vai, đôi quê hương của chúng ta đang bước đi trên con đường giàu rực của tình yêu. Hạnh phúc sẽ đến với họ hôm nay, mai sau và đến suốt cuộc đời. Thưa quý vị thân mến, trong khúc nhạc tình đã đưa đôi quê hương đến sức và hạnh phúc. Và giờ đây cho phép cô dâu Mỹ Hạnh, chú rể Anh Thi cùng vũ đoàn The Chaman xin trân trọng kính chào quý quan khách các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, với sự hiện diện của quý vị đã ngồi ở đây, sẽ là một minh chứng cho một tình yêu. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một cảnh sắc rất là ấn tượng để ghi dấu lại giây phút thăng hoa nhất. Đó là phần nghi thức thay bánh và rót rượu để tượng trưng cho sự chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Và giờ đây, xin mời lễ tân của nhà hàng The Chaman cùng dâng lên cho cô dâu và chú rể những chai rượu tình yêu. Cùng rót rượu trong năm. Hãy subscribe.
Chẳng nói tôi nghe những người ta đang em chẳng một người.
Thường với một sinh linh có những ước mơ sẽ hóa thành hiện thực. Và có những thời khắc vàng khi dấu mãi hạnh phúc trăm năm, khi nụ hôn đến bên nhau trong thời gian được cho hẳn lại. Và giờ đây để đánh dấu mãi mãi một tình yêu, xin mời chú rể hãy dành cho công nhân một nụ hôn và tình đồng hành của những chàng bắt tay thành công của quý vị cùng chúc mừng ạ. Và bây giờ là mốt thay người đầu tiên nhân nhân viên để tân nhà hàng thì cưới được sang ban đảm trách. Xin chân trọng kính mời. Thank you.